Tuấn có gọi điện về không? Hôm gửi cho chị đấy, không biết chị đã xem được chưa? Hôm qua cô đi chơi suốt gì không? Đến nhà ấy à? Nhà cũng không... Nhưng mà bạn cô ấy... Bấm đứng đây. Hả? Là chân bỏ. Còn còn nằm cuốn phở đấy cơ. Cuốn phở nhá, phở đấy không quái nhá. Ê, cuốn phở nó nguyên liệu không thế à hay như nào? Cuốn phở khác, cuốn phở thịt bò này. Bò xào thôi. Hành. Xong rồi cái lá đỗ trong cái tí đầu sống này nó cuốn vào thành cái con như cái nem đấy. Như cái nem tính này. Ừ. Cuốn phở đấy, như thế em cũng cuốn rồi lại bánh phở cuốn thành đống. Xanh không nguyện lời than, sâu thương xóa mờ, tình yêu đầu càng thêm chan chứa. Hát vang xuân tươi khai mòn, cùng đón chúa xuân đang giáng xuống chân. Mọi thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kim hoa thiên hạ đời hồng phấn. Nào ai hứng hờ, xuân hơn mong chưa. Mãi rồi mà không cao dài không có một miếng này. Xin cho cái giấy phép lên thiên đình biểu diễn nhá, không mà còn lâu. Mà ca sĩ chuyên nghiệp nó thích cái đầu hát là được cả nhá. Ta thấy đây không cần phải được mà thì sắc nhá, nhá. Chúng ta chia tay nhau từ đây. Để nhà chồng nhau soi gương em khép người, trông em đang hát rồi nhìn xem mà xem đường cong tự nhiên. Vui là con gái mà, vui là con gái mà. À ha, à ha, à ha, ôi trông thật tình. Yeah. Vui là con gái à, vui là con gái à, à à à à à, trong nhiều buổi đêm. Là đám cưới chỉ được mời 300 khách thôi. Thế mình là khách thứ 301 đến nơi thì nhà trai nhà gái đã đóng cửa ăn với nhau ở trong đấy. Ăn bí mật. Nhưng mà mình chỗ thân quen mà, mình cũng kịp nhét phong bì qua khe cửa. Nhưng trước khi nhét phong bì, do mình chả ăn cho nên mình cũng giúp lõi một tí.
Đã chả ăn uống được gì, đang bực hết mình về đây lại gặp một con điên nó nhảy múa. Này Tào ơi, hôm nay em làm sao? Tào, ông anh đẹp quá rồi. Bye.
hai nhá. Tùng uống bia, Tùng. Cháu uống rượu. Đấy. Đây là bữa cơm hoa vàng hôm nay đây, để cho chị Xuân chị xem. Để Tùng đổi đi, cái này ra. Đừng đi đây. Đúng không? Đưa đi đưa đổ đây. Đổ 3 ngày đổ, cứ 3 ngày đổ, đi đưa 3 ngày đấy. Ăn đánh làm mơ cứ 3 ngày mới đổ. Hôm hôm cuối là hôm 27 cháu đánh 150 150.000 hôm 78 sau cháu có đánh. Thì đòn là chuẩn bị coi như nâng cấp phải nhưng hôm lên trước. Mừng thôi, nó là quy luật mà có gì đâu. Chú ơi. Các bạn không biết. Con út chú đấy, con út chú đấy, con thứ hai đấy. Nó đều bằng quý hợi cả. Thằng này là thằng út, út trong là vấn đề kể cả nó chơi mấy thằng bạn rất thân nhưng cuối cùng nó vẫn rất là út. Chúng nó có gia đình hết cả rồi. Nhá. Năm nay đàn năm nay hai mấy rồi? 30. Ủa 30 á? Mà chưa đấy bạn. Mày chúc anh này một cốc. Anh người mấy lần hai chục rồi. Rồi. Bữa xưa cháu 25 nó bấn xúc xích rồi. Đấy. Câu nói rất hay đấy. Đạt ạ. Thấy chưa? Đạt thấy chưa? Đạt thì phải nghe cái lời anh mày bảo đấy. Ăn cho anh ơi, Không, em hát đây. Cô biết điều khiển đầu chưa? Chưa. Đây cũng gọi là bên nhà nghề đấy, chúc mừng chị. Cho nên là gãi những cái bài hát như cũng tuyệt vời. Này anh chú nhìn đi, chú nhìn bắt trước ấy. Mẹ cháu, cháu ca gọi cái lái bài hát. Rồi. Cái lái của bài hát. Nói chung là bác Hòa nó phát biểu cũng được. Nói chung là bác.